trân trọng mời chào quý vị vào buổi sáng. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2019. Đây là đường Hùng Vương quý vị. Trước 75 là đường Duy Tân. Đường chúng ta nhìn hồi nãy là nhìn về phía cầu Trường Tiền đây. Chúng ta thấy đường Hùng Vương vừa mới làm xong thảm nhựa lại. Bây giờ mặt đường trông rất là đẹp, lạng lẫy, sạch sẽ. Đằng kia là ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Tri Phương. Ngay cái chỗ này địa chỉ số 12 đường Hùng Vương là cái khách sạn Duy Tân quý vị. Mình đang bước qua cổng cái khách sạn Duy Tân rồi. Phía bên trái có cái khu ăn uống cà phê. Mình đang đi vào bên trong sân đây. Hôm nay mình về đây thăm anh chị, đó là chị Nguyên và anh Chánh từ bên Mỹ về. Mời mình về ăn sáng uống cà phê, luôn tiện về đây quay luôn cái quang cảnh khách sạn để quý vị biết cái khách sạn Duy Tân như thế nào. Có khá nhiều xe ô tô khách đến nghỉ ở đây quý vị. Đây là cái khu vực nhà hàng, nơi thường tổ chức các cái sự kiện như là đám cưới, các cái dịp lễ lớn vân vân. Rồi cũng có ăn buffet ở bên trong đó quý vị. Đằng kia là khu vực tiếp tân, cái cầu thang đi lên các tầng. Em chào anh. Rồi đang mở máy đây. Con chào mẹ. Dạ. Con đang ghi hình để mẹ kỷ niệm đây. Dạ. Dạ. Mẹ ở tiểu bang bố mẹ ở Cali hả? Dạ, Cali cũng như người Việt mình ảnh hả? Dạ. Mẹ chuyện này về quê ở luôn hả? À, về xong qua lại hả? Dạ, dạ. Còn đây là anh Chánh quý vị. Anh Chánh cũng ở Cali hả? Anh ở Cali, dạ. Anh về cách đây 2 ngày. Chị Nguyên vô là kìa. Chị Nguyên vô. À, chị Nguyên vô hả? Chị Nguyên vô. À, dạ, được. Em thấy chị Nguyên nói giọng hay hả? Dạ. À, dạ, rồi. Em chào chị. Chà. Chị giống như người Mỹ trên góc đi đấy. Em đang mở máy ghi hình để các anh chị kỷ niệm luôn đây. Dạ, đây. Nghe giọng chị Nguyên nói hay quá. Dạ. Chị là người gốc vùng nào ở Việt Nam? Tỉnh nào? Ba mẹ sinh ra ở Huế, rồi mang vô Đà Nẵng có mấy tháng nè. À. Xong Đà Nẵng cái giờ đi ba làm đông mẹ giờ theo đó. À. Đi vô hình như là ba làm băng mê thuộc và Pleiku rồi đổ đi khắp nơi. Xong rồi cuối cùng ở Nha Trang. Dạ. Nha Trang lúc giải phóng thì ba lại bị bắt đi giống như là làm về nhà cảnh sát á. Dạ. Vùng 2 ở Đà Nẵng không? Dạ. Vùng 2 vùng 1 gì đó. À, dạ, gia đình vẫn ở Nha Trang, tới khi giải phóng thì ba bị đi học tập, bắt từ Nha Trang đưa về Đà Nẵng học tập chờ con, rồi đưa đi Hà Nội phỏng vấn, coi như là kiểu như là điều tra tùm lum tùm la hết trơn, 12 năm ở tù, xong rồi được chính phủ Mỹ bỏ lại đi. Dạ, ôi nè. Đi HO. Dạ. Là mấy năm rồi? 12 năm ở tù bây giờ. Ba đi rồi ba đâu có về được đâu, nhưng mà ông vẫn mong là được thấy những hình ảnh của Huế, thay đổi quê hương hay. Dạ. Như là ba rồi con đấy là mẹ của chị hay là của anh? Của anh Chánh. À, của anh Chánh hả? À. Dạ rồi hả? Dạ. Chào. Chào thằng anh súp luôn hả? Rice soup. Rice soup.
khoai tây chiên. Món này là gì chị ha? Chả cá. À rồi, yeah. Chả cá. Basa fish with bone. À đúng rồi, đây con em, basa viên này. Quay tắt là fish bone. Dạ. Dạ. Chia leo. Cà chua bi. Khoai lang. Đây cũng là đồ xào. Đầu cô ve. Bây giờ mình giới thiệu cái món ăn đó. À, của người Việt ở đây là chắc là cũng có phở với bún. À. Món ăn của người Việt đây. Trong đó chủ đạo là phở và bún. Phở bò. Cảm ơn. Đây giống như trứng chiên rã. Trứng đúc. Còn đây là ốp la hả? Khách sạn này còn nhiều người nước ngoài ở quý vị. Dạ. Đây chị. Salad chiên chiên ngá này hả? À, tôm chiên ngá này. Trộn, dạ đúng rồi, trộn salad kiểu thuộc loại legume thôi. Dạ. Rồi mình lấy một thứ miếng. Rồi cái là thử gì? Cái cà chua. Cà chua nó bỏ bơ, bỏ chi rồi nó nướng lên. Dạ. Cái này là bánh mì. Dạ. Bánh miếng. Dạ. À, bánh mì kẹp hình như là có cả thịt á. Kẹp thêm á. Dạ. Thịt của mình cũng thêm. Dạ rồi, cô đẹp lên một tô này không? Dạ thôi. Thôi bây giờ chị cho chị ăn này đi. Anh lấy cho mình một miếng bánh cuốn chả. Cuốn chả mình ăn cái chị đây. Để mình thực phục vụ. Dạ, một thứ một chút đó. Sẽ có thịt chị đây các bạn. Gần như thịt heo chứ. Đây thịt heo à. Hai cái bánh này rồi. Dạ rồi. Anh cứ bỏ cái chi được. Ăn thử thôi mà. Mì đây em thử cho chị biết. Chào anh chú đạo quá ha. Bình nắng mà mình phải phục vụ cho bình đây. Cho nhiều quá. Bởi vì là bình làm sẽ làm bộ phim đẹp. cho mình mà tất cả mọi người quay mình phải phục vụ. Dạ. Sau khi mà hết phim đây. Yeah. Sau khi mà hết quay là chắc không phục vụ từ đó. À rồi được rồi, gái phục vụ nữa. Dạ, chẳng có bằng lúc thôi á. Rồi dạ. Rồi mình có ở dạ. Ở ngay bên sẽ tăng ở cái này. Chờ cái này. Bên này sẽ tăng cái ổn mạnh ngon cả. Em vừa thôi. Đây một phần là dùng cái sản phẩm tiền. Nhưng mà nếu mà ăn thêm mà cả 100 ngàn đồng. À ngoài là tạo 100 ngàn. Ngoài đồng khó như bên ít, ăn không là bề bồn luôn. Đây rẻ hơn ở Sài Gòn Moran. Sài Gòn Moran là ăn ngoài là 170 lận. Dạ. Lấy cái bánh đi đùa cho bên lúc này. Dạ rồi, dạ, dạ. Hôm nay ăn mà không ngon thì... có vẻ cả đời ăn ngon gì hả? Ăn quá, anh sướng dương mình vừa đi. Dạ, kể là lâu sướng ngay. Có người mời, có người mập. Dạ, phải ăn món chí nữa. Dạ. Là bởi vì mình đã đem niềm vui đến cho tất cả mọi người. Dạ, dạ, dạ. Bên Cali, tất cả các bạn khác. Mà thay mặt một số người quen ở Việt Nam, ở Huế. Cảm ơn Bình rất là nhiều. À, dạ, thì quý vị cũng đừng mong, mình thích cái câu của Bình nói là đừng quên tương tác. Dạ, đừng subscribe ha. Dạ. Like rồi. Dạ, tuyệt vời. Thôi like cho anh cái. Chị thấy món gì ở đây ngon nhất chị Nguyễn? Ngày hôm qua thì có bánh cuốn, bánh bèo, rồi chả Huế, nước mắm, yeah. Ngọt ngon. Và bữa nay sẽ thiếu. Mỗi ngày mỗi vị. Mỗi ngày mỗi vị khác nhau. Đầy đủ. Mẹ thích ăn món gì ở đây nhất? Mẹ thích ăn cái món gì ở đây nhất? Mẹ thích món gì nhất? Món gì nhất ở đây? Chào, à, đã thôi. Mẹ là 94 của con. Ủa, dạ. Dạ, chúc mừng mẹ, dạ. Mẹ ăn những cái gì mà... mềm, dễ tiêu hóa. Dạ. Bên kia mình hay đi ăn món chi?
ở bên kia sáng sớm thì cũng ăn phở. Sáng sớm cũng ăn phở. Mà bên nó làm tô bự. Chị bên trắng thì nhỏ, thành ra ăn hai người có một tô. Xong kêu một cái món khác đi tô bự, đâu ăn rồi bánh mì của bên đó là người ta cũng chuẩn mì Việt Nam á, làm cổ to to vậy. Chị bên trắng cũng ăn chung một. Bây giờ tô phở bao nhiêu chị? Tô phở chỗ ngon thì 16, 18 đồng. Nó 100 ngàn rồi. Mà quý vị khác quý vị có cái quạt không? Chà bạc má chưa ăn chứ cá này. Rồi quý vị thấy đây là các món mà chị Nguyên và anh Chánh mời Bình đây. Chuẩn bị cho Bình luôn. Mà chưa anh Chánh anh nói coi như anh lo cho Bình rồi lo cho hai người đẹp kia nữa. Chưa kịp ăn luôn. Suýt nữa là xỉu. Nói cho Bình quay camera cho con này. Bình quay camera cho mời mà. Dạ rồi chắc cái món nên bữa ăn đây ta cũng ngon đây vì được sự quan tâm của anh chị ta thử bánh bột lọc rồi quý vị. Bột lọc này bọc đồ xanh quý vị này, nhụy đồ xanh dài dài hả? Còn cái này là cái thịt chị Nguyễn Hà. Bacon nhưng mà bên chị thì nướng giòn, ở đây nó làm xong không có giòn chị. Nhưng mà thịt heo hay là thịt bò? Thịt heo. À thịt heo ha. Thịt heo anh bỏ mỡ hết rồi. Dạ, để em ăn thử để ăn ngang luôn được. Bacon nó mặn rồi. Dạ. Chị nướng làm sao cho mỡ chảy hết rồi chị mới ăn cái thịt. Còn bao nhiêu mỡ mình dùng. Mỡ mà nó không mềm lắm, nó cũng dai. Dạ. Dạ đúng. Đây không giòn lắm. Rồi qua đây cái bacon như chị nói đây còn ngon ấy, còn đậm đà dạ. Cái này béo béo em thích này dạ. Cái này hồi nãy chị nói món gì em quên này. Đó là salad bây giờ thử cái này nè. Chị vô tới bàn ha. Em chuẩn bị em quay chị. Chào bên mời ăn cái cà chua mà đổ trứng vào bên trong á. Nó béo béo ngon ghê quý vị. Chi I'm so glad to be here. He watched the reason he came to Vietnam because he watched Rogo Ravivi. Ah, yeah. After the film, he loves Vietnam. He made decision to go to Vietnam with my sister's aunt. Oh. Anthony and his wife from North Carolina. Yeah. And we ran out staying at Jesus Hotel. Yeah. The breakfast so good. I'm very happy when you want to be here. Yes, I'm glad to be here. Go TV. Yeah. I'm so glad you put out Go TV. It's so hot. Yeah. I know you are a doctor. No, I'm not a doctor. I'm a real estate investor. Oh, my wife is a Yes. Yes, she's a doctor. You live in California? No, I live in North Carolina. North Carolina. Yes. And we're here visiting. How do you feel, Huế City? Huh? How do you like it? Oh, I love it. It's delicious. The people are great. Yes. Yeah. And this is just day one. Yeah. Oh, I was working there a long time ago. He worked for Samsung. Yes. Yeah. I worked for Samsung as for 1 year. Telecommunication. Samsung in Maryland. America. Yes, thank you. Là hai chị em đây quý vị. Mẹ thì Mỹ, Cali, 94 tuổi. Còn bác đây là ở Trung Quốc, 88 tuổi. Gốc Huế. Nghe chị về thì bác mới bay từ bên Trung Quốc qua đây. Ở Bắc Kinh không anh? Bên
đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam Trung Quốc. Dạ, cùng gần Việt Nam mình. Dạ. Bay về đây nè. Bay về thăm người chị từ Bình Phước, Mỹ về Huế chơi. À, mẹ là Lan hả? Con thân mật kêu là chị Lan. Dạ. Nếu mà tên thân mật là Lan. Còn bạc là Hùng. Dạ, dạ. Tức là mẹ và cậu của anh Chánh đây, trai Huế đây. Dạ, yeah, chào chị, chào anh Chánh. Dạ yeah, rồi, đây là chị Nguyên. Dạ, yeah, dạ, yeah. Anh Chánh. Đây là chị Mui Vinh Phây. Dạ, dạ. Em chào chị Mui. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Chị khỏe gì hết? Dạ, cảm ơn em. Chào anh. Dạ, yeah, rồi. Hi, yeah. Good morning. How do you do? I'm doing great, thank you. Can you tell your name? My name is Cedric. Yeah. And I'm from from the great country of United States, Duke University. Yeah. Yes. Go Blue Devils. Yeah. Yes. And this is my lovely wife. Yeah. Mary. Yeah. Yes. You stay in Hue how many days? Almost 7. 7 days. Seven, yeah. Yes. You come Hue. First time? Yes, this is my first time. First time I'm enjoying it so much. The food is delicious. Yes. How do you feel food up here? Oh, awesome. Awesome. Yeah, thank you. Do you know about Gogo Around TV channel? Yes, I heard Gogo. Gogo is the best, and I'm so glad to meet the founder. Yeah. Yeah. Yes. Can you speak Vietnamese? Not yet, but yes. But you watch Gogo Around TV video. Do you understand content? A little. Yeah. Moquito. Yeah. A little. Yeah. Cái lý do tại sao mà hai ông bà đấy về là hai ông bà quá kể Gogo Around của mình. Yeah. Quá thích hệ quá. Yeah. After they watch the Gogo Around TV of Ben the founder, they feel love it, and they want to go to Vietnam, but they don't know how to. Fortunately, my sister worked with them, and they thank you. And then mời ông bố hai ông bà ngoài chị họ làm sao đi về? Là lý do tại sao chúng tôi còn không đây. Em tương lai có dự định là sẽ lồng thêm phụ đề tiếng Việt vào trong video á, và mình trau chuột hơn, nói sâu hơn. Dạ, bởi dư thì cũng bận quá cho nên chỉ chưa làm sâu được. In the future I want to English subtitle on video. Oh yeah. Oh, when so more people can understand. When if you watch you understand on video. And more people come to looking for you. Yeah. Trong chuyện về Việt Nam này, sau khi Mỹ Văn biết được thì cũng mua vé cho ba của năm tức là cậu Hùng từ bên đảo Hải Nam Trung Quốc về đây thăm gia đình luôn. Dạ, rồi. Chị nói tiếng Việt được không hay là bữa nay chị nói tiếng Trung Quốc thôi? Nếu hay chẳng là gì mà. Không phải. Hy vọng ý hồ có cơ hội chẳng. Bên đây không biết nói thì sinh ra một lần lên Hàn Quốc. Bên tiếng Việt luôn hả? Sinh ra tại... Thì có thể nói được anh không? Can you speak English? A little bit. Hải Nam Trung Quốc có vui không? Chai à, hai phân à. Khai xin mà. Khai xin mà chai à. Here I'm very happy. Bên đó có nhiều người Việt Nam không? Chai Trung Quốc giàu dây nàng gần mà. Oh no. Maybe some business people. Anh Chánh có nhân nói tiếng tao cũng được giỏi hả? Ông thầy thức ăn của Huế bây giờ có khác xưa nhiều không? Không nghe hả? Ngon à? Food very good. Ngon. Chị có thể cho biết là ở bên kia chị đang làm trong lĩnh vực gì không? Bác sĩ vấn đề thì cha này bên, thì cho sản phẩm công chủ. Ờ, 我家庭主妇, 带孩子.
ở nhà chăm sóc con cái thôi, gia đình trưởng. À, được. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã xem video, đã về thăm Huế. Và cũng như lời của anh Chánh, quý vị không quên bấm like để ủng hộ video và bấm đăng ký ở dưới video để nhận được các video mà bình tải lên. Cũng như các video hay, hữu ích, quý vị hãy chia sẻ lên Facebook cũng như các trang mạng xã hội khác để nhiều người có dịp thấy được video của Huế, của Google Router V, Huế Việt Nam ngày nay mà bình tải lên. Xin trân trọng.